vấn đổi mới, cải cách trong Đại hội Đảng lần thứ 13 có giống những gì dư luận đề trái đồn đại? Trong tuần qua, một phần dư luận lề trái đã đồng đại về vấn đề thay đổi chủ trương, đường lối đặt ra trong Hội nghị Trung ương 10, khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ bình luận về chủ đề này trên hai khía cạnh là nhu cầu thay đổi đặt ra cho Hội nghị 10 và Đại hội 13 cùng những biểu hiện cho thấy Hội nghị đang đặt vấn đề thay đổi. Ở khía cạnh thứ nhất, Phạm Quý Thọ nói với BBC rằng, sau một thời gian khủng hoảng của nhiệm kỳ trước, kể cả về mặt kinh tế, xã hội, kể cả về mặt dân sự, ý thức hệ, có nhiều nhu cầu thay đổi đặt ra với hội nghị Trung ương 10 trong bối cảnh hướng đến Đại hội 13. Chúng bao gồm nhu cầu thay đổi pháp luật, thể chế để thích ứng với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và EVFTA và nhu cầu bỏ chính sách phát triển kinh tế nhờ các doanh nghiệp nhà nước quả đấm thép để thay bằng chính sách tư nhân hóa. Ông Thọ nói rằng, nếu những thay đổi vừa nêu không xuất hiện trong các văn kiện của hội nghị, thì e là vẫn giữ nguyên như thế thôi. Ở khía cạnh thứ hai, hầu hết dư luận phi chính thống bình luận rằng, các phát biểu tại hội nghị vẫn nhàm chán, khuôn sáo như mọi khi, không có điểm nào đáng chú ý. Trong khi đó, Trần Đình Thu bình luận rằng, qua việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra ba câu hỏi là trong khi trong khi đó, Trần Đình Thu bình luận rằng, qua việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra ba câu hỏi lạ, mang tính gợi mở và chưa bao giờ được hỏi tại hội nghị, là có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? Đổi mới chính trị có phải là đổi mới thế? Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị hay không? Và có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Có thể thấy, hội nghị này mang đến nhiều cơ hội thay đổi. Tóm lại, khi đồng đại về nhu cầu thay đổi đặt ra trong hội nghị Trung ương 10 và đại hội 13, dư luận lề trái chủ yếu nhắm đến hai câu hỏi. Câu hỏi 1 là đại hội có bàn về những chuyển biến lớn trong môi trường quốc tế, về chính sách phát triển kinh tế cùng mô hình quan hệ sản xuất, và về chuyện đổi mới chính trị hay không. Câu hỏi 2 là nếu có bàn thì bàn đến giới hạn nào, có hay không đặt ra vấn đề thay đổi thể chế mà họ đang chờ đợi. Về câu hỏi đầu tiên, lãnh đạo đảng đã khẳng định rằng Đại hội 13 sẽ bàn về những vấn đề đó. Cụ thể, trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói các văn kiện trên Đại hội 13 phải tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn, quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa giữa phát triển lực lượng sản xuất và giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế giữa đảng lãnh đạo nhà nước giữa đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ ngoài ra về quốc phòng an ninh đối ngoại trước những diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường trên thế giới trong khu vực cần quan tâm đặc biệt cần quan tâm đặc biệt. Đoạn trích vừa nêu cũng cho thấy, các văn kiện trình đại hội 13 sẽ hướng đến việc đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, sao cho hài hòa với những biến chuyển trong nước, ngoài nước và với nhu cầu phát triển của quốc gia. Ngoài ra, diễn văn bế mạc cũng lưu ý rằng, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phong, chúng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, công tác bảo vệ chính trị nội bộ qua đó có thể thấy đại hội mười ba có đặt ra vấn đề đổi mới chính trị nhưng không ở tầm lơ lửng như ông trần đình thu đang tưởng tượng